Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Phước Tài nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có lá xanh, cẩm thạch ghép nhiều màu. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, em chào chị. Dạ em chào anh Thái và dạ, anh chào cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn em có một số cây hoa giấy để giao lưu với cô chú anh chị. Dạ mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Địa chỉ nhà vườn em là ở ấp Tân B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0334497872 cũng là số Zalo của em. Dạ mong cô bác cô chú anh chị ủng hộ ạ. Bắt đầu em lên mã số 1. Hôm nay là 1 em mời cô chú anh chị. Này Thái 5-6 màu. Phôm tròn quay của anh chị em. Này, em mới làm tàn cho nên nó chưa có hoa. Giờ tới ngang 49. Chiều cao 69. Và dòng cổ là 32. Và mã này em giao lưu là 1 triệu. Này, bao phí ship luôn nha cô chú anh chị. Ghép Thái của anh chị em. Xem hình demo trên clip ha. Rồi Thái 5-6 màu. Dạ mã 2 M cẩm thạch 8 màu gồm màu hồng, màu tím lục bình, màu đỏ, ba la canh, màu vàng, cam cầu vồng, cam cầu vồng, màu trắng. Dạ tán ngang 53. Chiều cao 59. Phôi khá là lực của anh chị em. Dạ dòng cổ là 32, mã này em cũng giao lưu là 1 triệu. Này cũng mới làm tàn cho nên chưa có 30 của chú anh chị. Dạ mã 3 mà. Cái này 4 màu cành vàng lá ngọc rồi màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu đỏ chưa lên hoa. Màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu hồng, màu trắng. Dạ tán ngang 49. Chiều cao 53. Dòng cổ là 15, mã năm giao lưu là 150.000. Ngang cổ nó bị chóc chang cô chú anh chị. Chóc nhẹ quá anh chị em. Dạ mã 4 mà. Gồm một cặp quá anh chị em. Dạ tán ngang 41. Chiều cao 57. Dạ dòng cổ là 11. Này tán ngang 43. Chiều cao 57. Dòng cổ là 10, mã em giao lưu là 200.000. Dạ mã 5 em mà. Tím siêu hoa. Dạ tán ngang 45. Chiều cao 52. Dòng cổ là 22, mã em giao lưu là 250.000. Dạ mã 6 mà. Dạ tán ngang 48. Chiều cao 64. Dạ dòng cổ là 20. Dạ mã năm giao lưu là 350.000. Dạ mã 7 em mà. Cái này 4 màu lá xanh gồm màu đỏ xếp da, màu trắng tiết, màu tím siêu bông, ba la canh, lai lá xanh. Dạ tán ngang 50. Chiều cao 65. Dòng cổ là 11. Dạ mã năm giao lưu là 200.000. Dạ mã 8 M, một cặp đỏ lửa. Dạ tán ngang 48. Chiều cao 53. Dòng cổ 12. Này tán ngang 48. Chiều cao cũng 53. Và dòng cổ là 10 và mã năm giao lưu là 250.000. Và mã 9 M. Cẩm thạch phớt hồng. Giờ tán ngang 52. Chiều cao 59. Dòng cổ là 10. Này tán ngang 49. Chiều cao 57. Dòng cổ cũng 10 luôn. Dạ mã 9 M này em giao lưu là 250.000.
Mã 10M, một cặp cẩm thạch phớt hồng. Dạ, tán ngang 52, chiều cao 63. Dòng cổ là 10. Này tán ngang 52, chiều cao 65. Dòng cổ là 10, mã này cũng giao lưu là 250.000. Và mã 11M, cặp đỏ lửa. Và tán ngang 54, chiều cao 55. Dòng cổ là 11. Và tán ngang 53, chiều cao 56. Và dòng cổ là 11, mã năm giao lưu là 250.000. Mã 12M, một cặp dưa hấu đỏ. Và tán ngang 57, chiều cao 69. Dòng cổ là 10. Này tán ngang 55, chiều cao 65. Và dòng cổ là 11, và mã năm giao lưu là 250.000. Cây đang kéo búp anh chị em. Cây này cái rễ nó bị cũng chốc chốc đây chút thôi cô chú anh chị. Và mã 13M, một cặp dưa hấu đỏ nữa. Giờ tán ngang 56, chiều cao 70. Dòng cổ là 10. Này tán ngang 57, chiều cao 65. Và dòng cổ 11, mã năm giao lưu là 250.000. Và mã 14M, cẩm thạch 7 màu gồm màu tím lục bình, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu ba la canh, tím tuyết, màu vàng. Và tán ngang 51, chiều cao 65. Dòng cổ là 15, và mã năm giao lưu là 250.000. Và mã 15M, cái này gồm màu hồng, màu tím lục bình, màu tím xưa hoa, ba la canh, màu đỏ, màu tím tiếp, màu vàng. Này cũng 6-7 màu rồi của chú anh chị, cam cầu vồng. Và tán ngang 47, chiều cao 64. Và dòng cổ là 17, và mã năm giao lưu là 250.000. 8 màu luôn chú anh chị. Và mã 16M, cái này gồm hồng tiết, trắng tiết, tím tiết, đỏ xếp phi da, cái màu tím tím siêu bông, 5 màu. Và tán ngang 56, chiều cao 70. Dòng cổ là 16, mã này giao lưu là 250.000. Một rễ, một cốt rất đẹp của anh chị em. Và mã 17M, cẩm thạch hồng, một cặp, giá tán ngang 56, chiều cao 69, dòng cổ là 9. Cái này tán ngang 55, chiều cao 61. Và dòng cổ là 11, mã năm giao lưu là 250.000. Và mã 18M, cẩm thạch hồng một cặp, giá tán ngang 57, chiều cao 71, dòng cổ là 9. Này tán ngang 54, chiều cao 66. Và dòng cổ là 9, mã năm giao lưu là 250.000. Mã 19M, cái này 6 màu lá xanh gồm đỏ, vết bi da, tím tiết, tím siêu bông, màu hồng,
hồng tiết, trắng tiết, trắng với màu cá vàng. Dạ, tán ngang 62, chiều cao 75. Dòng cỏ là 19, mà anh em vô lưu là 280.000. Dạ, mã 20M, này 5 màu cẩm thạch, gồm màu trắng, màu tím tiết, màu hồng, màu tím siêu hoa, ba la canh. Dạ, tán ngang 62, chiều cao 76. Dạ, dòng cổ là 16, mã anh Zalo là 250.000. Dạ, mã 21M, tím siêu hoa. Dạ, tán ngang 58, chiều cao 64. Dòng cổ là 18, mã anh Zalo là 250.000. Phơm rất là tròn của anh chị em. Dạ, mã 22M, tím siêu hoa. Dạ, tán ngang 55, chiều cao 69. Dùng cổ 18, mã này em giao lưu là 400.000. Mã 23M, cũng là tím siêu hoa, giá tán ngang 54, chiều cao 72, dòng cổ 18, mã này em giao lưu là 350.000. Mã 24M, tím siêu hoa, giá tán ngang 62, chiều cao 92, dòng cổ là 19, mã này em giao lưu là 550.000. Dạ, mã 25M. Cày rất lực quý anh chị em. Dạ, tán ngang là 75, chiều cao là 82, dòng cổ là 28, anh em vô lưu là 800.000. Dạ, mã 25M cũng là mã cuối clip của giường em hôm nay. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ giường em. Dạ, chúc cô chú anh chị ngày mới vui vẻ, làm ăn phát tài phát đạt. Dạ, em cảm ơn. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn Chi Phước Tài nha.